Chào mừng tất cả các bạn đã đến với Big Bang, mình là Vinh. Là Quốc Tấn. Thì giờ Tấn thì lúc nào cũng đứng cạnh mình như là thăm quần. Ô, nhìn nhau luôn, nhìn nhau luôn. Gì đây? Làm gì cấm đâu chạy ra. Chạy ra tao thủ. Chạy là mét mày hả Vinh? Tao có làm còn, gì đâu. Còn chu cái đích đây tao thiệt thèm tao kéo cái cung vô đích đó quá. Kéo cái nằm liền cái cú vậy. Bây giờ nói chuyện thêm mấy anh cha này coi có chỉ cho mình vị trí nào không để làm nhiệm vụ nói nữa đi. Ui này nói nhanh nhanh lên cho nội. Con nè định làm gì mày? Cảnh chó không thèm nói nữa chứ. Mày thấy à, như chỉ nó cái vị trí nhiệm vụ bố đây thấy ngon quá vô. Ê, ê nào đây nào đây. Búa mày quay cuồng hả? Nào đang chạy qua đây ra nhận nhiệm vụ. À săn luôn cho mình cái da gấu nè. Ủa gấu đi, này lượm được. Đi. Lên chúng ta lượm à, được. À mẹ già này đang đi bắn gấu. Má em buông đông đi cài vừa. Wow, gì vậy? Nào bắn ghê vậy? Ôi đứng gần đây còn bị dính cái chất tẩy não nữa. Sao vậy? Sao mày nó quần nằm đóng rồi? Cứu em đó mày. Ôi mẹ này đứng ngay cái thùng tẩy não mà không bị gì. Sao vậy? Hết. Nhận nhiệm vụ của bà nằm, này. Nằm nghe bộ cũng bốc bán vãi ha. Nhận nhiệm vụ của bà này coi. Vậy làm cái gì? Làm ăn kiểu này sống chết rồi. Ủa? Tao hết cung rồi. Ê, quên. Não rồi. Đang làm vụ, đang nhận nhiệm vụ. Đang làm nhận nhiệm vụ cái để cái cung vô mẹ đó. Cái mẹ chỉ cái cung vô mặt mình làm thấy ớn không? Ủa chỉ xuống mẹ vô mặt cái mình. Cái mông liền. Giật mông mà chỉ ngược lại chứ. Mà đi nè, đi cài nè. Tự nhận nhiệm vụ anh em à. Chỉ thêm nhiệm vụ khác. Đục quấn. Cái cài này chạy số mày. Miner thăm quần giờ hết thèm đi theo mày rồi kìa. Tao bắn nó lúc đầu nãy sợ rồi. Từ để tao nhận thêm một mới nhiệm vụ cái nữa. Nhận đi. Ở đây hết rồi, hết rồi. Chơi. Ê kìa lên cái chấm trắng có nhiệm vụ kìa. Năm mấy mét kìa, hình như là nhiệm vụ nãy mấy con gấu nè. Săn da gấu á. Ừ, mấy con gấu nè. Ba con gấu kìa. Tao thấy con nào đâu. Kìa con kìa. Bởi mày có chó là mày thấy gấu rồi. Ờ, mày thấy con không? Phải xạ thủ đâu, có giữ đâu. Đó. Giết. Đụng chết nó. Mấy cài này mạnh hơn đâu mấy cài trong gata ha. Gì đây? Gì có cái hang động gì đây? Động không đáy gì đây? Từ từ săn gấu đến đây trước đi. Làm hết gấu thì còn gấu trong động á. Dí nó nhanh lên. Để nó chạy. Chạy như cái máy điện nè. Mày phải săn bằng cung chứ mày xài con gì đúng không? Coi tao nè. Yeah. Chết liền. Hai thằng siết lượt mà chịu gì cho nổi. Chống cự còn một con nữa. Ủa xong vụ rồi hả? Còn con trong hang nữa. Xong rồi. Còn 2 trên 3 mới có 2 trên 3 à. Ủa sao tao thấy à giờ mới thấy nè. Thì chứ còn dính cái chất đơm đớm tẩy não này nữa chứ. Cống vô. Chống dán liền. Ơi. Chạy đi. Ôi chạy đi. Chết nó chưa? Chạy đâu rồi? Ồ quấn máu chết. Phí quá. Chạy đâu hướng này nè. Thì chứ nãy có không thấy đâu hết. Có con chó là thấy nó rồi. Chó gì mày thấy cũng nhờ xạ thủ hôm quần bắn chứ mấy mày tàn đời rồi. Nó chết rồi. Không mày thấy xạ thủ hôm quần nó bắn từ xa không? Bắn rồi mà bắn thấu. Mẹ nó bắn chứ xạ thủ gì? Gì? Mẹ nó bắn. Xạ thủ không bắn là mình làm sao con mẹ nó có cơ hội mà tỉa máu từ từ. Rồi. Xạ biết, thủ biết. Là tỉa. Tỉa tao là biết hết nó giữ rồi. Máu rồi. Tao biết nó giữ tao rồi. Xạ thủ quăng là số vách. Đi nào. Ê lên mở map lên coi có nhiệm vụ khác không. Mày giải thoát hết dòng họ họ hàng của thăm quần rồi đâu rồi. Tao thấy từ nãy chưa làm phá cái này. Đi phá cái đó. Tao chạy lấy xe thôi. Chạy lại. Có chiếc xe gần đó mà. Xe ốc khối luôn. Bây giờ mình sẽ chơi một cái trò chơi mà phải nói là vô cùng mạo hiểm và nguy hiểm luôn. Cái trò chơi này là mang đến sự nguy hiểm đến tính mạng cực kỳ cao. Khuyến khích các em nhỏ không nên thử. Em nhỏ nào lái máy cài được mày. Đó. Từ từ để tao lại, tao mua cung cái đã, mua đạn lại. Thiệt làm vụ này lỗ mày. Mua hết 400 mấy thôi nghỉ mua luôn đi.
Thôi đi đi kiếm kim cương đi mày ơi, kiếm kim cương để gì để kỳ á? Đỡ lỗ. Ủa? Cái máy cày tao dục đằng đông mà nó chơi nó chạy đằng tây là sao? Phan bơm, bơm này phan lời lắm nè. Đó đó đó, tao để tao. Gì kỳ vậy? Mày làm gì xạ thủ của tao hả? Tao chạy đó. Chạy đi. Ồ thiệt chứ, nãy Miner thăm quần không nổ chết nó, tức thiệt chứ. Miner thăm quần đứng trong đó không nổ chết. Tức gì, ta hay vậy thôi chứ. Không phải, thầy nó hên nó chạy ra mày, nãy đứng trong đó ta đang cố tình bắn cho nó chết mà không chết. Không chạy ra rồi. Đi nào, đi nào, đi nào. Hướng nào nữa? Rồi đi kiếm cái kim cương mày ơi. Mày kiếm đi. Không có rồi, kiếm kim cương để cho nhiệm vụ nó có cái coi cho nó mình được cái có tiền phải không? Không phải, có đạn mày. Kim cương xong đây không có nào hết đâu, phải giải cứu tụi nó mới có kim cương được. Vậy không làm vụ này đi. Nó là không có. Xuống làm vụ này đi. Đâu? Đó. Tao lấy cái máy cày là coi như số dách. Tao giờ không có chiếc xe để chạy nữa. Nè lên máy cày chạy đỡ đi. Cày sao chạy được? Bữa này phải có không khả năng lôi giống như mẹ già trong ADK thì mình chạy máy cày lôi cho nó đi. Tao chạy tao lôi mày mới đúng chứ. Ồ tao hết cung rồi, thôi tao về tao mua luôn cho rồi thì cứ tiết kiệm gì. Thôi mình đi trước nha. Lên ông xã hữu. Rồi đi. Ôi, theo súng này. Đi theo giờ thằng đó. Giờ mua gì hồi hết nãy đó. Mới làm gì mới bắn con cái lỡ mét rồi giận lẫy à. Tao có ô tô thùng rồi. Tao bỏ không cho Miner thăm quần lên luôn. Tao cho nó chạy bộ theo. Ôi ôi tao ôi chạy né cây táo ghê. Được quá tao. Né mấy đúng ngày cái xe cái thùng táo. Mày hả mày? Chơi gôn hả? Mốt súng là bắn hả? Tài xế dởm con này ngồi làm gì vậy? Súng hết đạn rồi. Ở đu. Ở trển bắn cun này xuống đây xài máy ta. Ta bắn nó coi mày đụng tao mày. Anh đầu trọc, anh đầu trọc nè. Đầu trọc nhìn ngu thiệt chứ. Ngáo ngừ nữa. Tao đó là bắn đây 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 đây, xe tải. Chẳng. Rồi chết nó rồi. Chẳng lại. Bắn chết nó rồi, bắn chết rồi. Ghê chưa, tao kè xe ghê chưa. Nhưng mà tao bắn chết đó, nó mới ngưng rớt xuống đây. Đừng có giỡn. Sao lờ tao kè chứ. Nó mới xe nó mới ngưng chứ mới chạy luôn rồi. Có ai trong đây để ứng cứu không? Thôi lấy xe này, nãy chạy xe tải thùng cùi quá. Nhưng mà có được cái dễ lái. Có nào trong đây gì? Có nào trong đây. Lên xe đi luôn. Ấy cái xe bồn. Trời ơi. Ủa gì vậy, cháy đâu rồi? Mày hay như xưa. Ủa sao tao bị cháy? Nhíu đít chứ sao? Rồi nổ bánh. Luôn nè chứ. Làm gì cháy xe luôn. Tội nghiệp heo. Lại cứu coi. Bắn em. Xe tao bị lún rồi, mày cứu tao đi. Rồi xong rồi. Cứu mấy người này trước. Cứu mấy người này có kim cương nè. Đâu ư? Lẹ thấy bể không? Lẹ như điện vậy. Tao cứu được hai thằng kìa mày. Mày lại mày hỏi nó coi có kim cương không. Rồi này trước. Trò có chuyện gì rồi. Không? Đang trò chuyện mày. Nói lâu lắm, nói này nói dài lắm, mình không bỏ qua được. Ồ, chỉ nhiệm vụ mày ơi. Mở ra. Rồi còn bên kia. Bên kia biết vị trí kim cương chứ. Thằng này không nói. Đây. Thằng này không biết, hình như không phải vị trí kim cương mày ơi. Cho xe này sẽ nhảy lên vô không được ta. Gì vậy, đang nói chuyện cái gì chạy vậy? Rồi thôi bỏ luôn đi. Trời ơi. Rùm họng nó luôn nữa chứ. Cái gì vậy? Không nết. Biết sao luôn, không nết vừa bật. Rồi. Để ta nói chuyện lại với nó. Đâu, già lết bánh đỉnh cao. Thôi con quỷ này nói chuyện lâu. Chán. Chạy nữa. Mày chạy xe mày hù nó, đang nói chuyện nó, cái nó đưa tay nó đỡ. Tự ư. Thiệt chứ. Tao có cái súng này, có mấy viên đạn nè. Đồ quỷ này nói xong chạy nữa rồi. Chán thiệt chứ. Thôi đi. Bắn làm vụ luôn đi. Tao sẽ lấy xe tải. Ủa chiếc xe tải thùng nè, tao dục đâu à.
Ủa chiếc xe tải thùng đã nổ luôn rồi. Mày la hả? Mày chỉ gì trí kim cương không hả? Giờ tao không mày chỉ không? Giờ đây là gọi là uy hiếp nè. Mày chỉ không? Không, mình đã không phải kim cương mày ơi. Mày chỉ không? Chị nói chuyện thôi. Lên đi, lên đi, lên xe nè. Là Miner tham quan ngồi trước trên xe thấy chưa? Ngồi đằng sau đi, ngồi đằng sau đi, ngồi đằng sau kìa. Mày ăn ghế đằng sau cũng rộng kìa. Kệ sao đâu. Trời ơi, tao ngồi đằng sau đi để nhìn cái mặt ảnh nhìn kìa. Cầm cái súng nhìn. Thiết mắt rồi chứ. Thấy ghét thiệt chứ. Rồi lẹ coi. Tao giỡn với người đó nhây lắm. Trời tao rất là nhây. Đông bò sữa luôn. Ở chiếc máy cài của tao kìa. Không phải máy cài, nằm dưới máy cài đó của nào á. Của nào đi làm rồi á. Kệ kệ kệ, cứu người, cứu người, cứu người. Vậy cản xe là kim cương, kim cương, kim cương. Bỏ. Này kim cương quan trọng. Rớt này liền. Này, này là kim cương á hả? Ừ, hiện lên đầu cái kim cương kìa. Trời. Lục tung ra, lấy kim cương nào. Cái lé vồ úp. Biết chưa đại ca? Đại ca cứ biết cái gì cứ nói ra tụi em. Đó, đủ cái số lượng người là unlock súng rồi. Tao lên xe tao ngồi đâu được đâu mày. Cái gì vậy? Lên xe lái coi lên xe ngồi được không? Tao mở cửa thùng ra mà lên cũng được. Đó, rồi. Đợi kim cương 800 mấy mét liền để không gom lại cái lượng đạn. Rồi đi đi. Rớt trời ơi, con Miner ngồi trên đây luôn. Bắn xe tới kìa, bắn xe tới kìa. Tao xuống tao trợ chiến chứ. Mày hả mày? Xả rớt đầu liền. Mày lên mày ngồi đằng trước luôn đi, đừng cho con Miner lên ngồi đằng trước. Có đâu trời. Tao không thích nó. Đâu. Tao sẽ hạ chiếc máy bay đó. Thấy chưa? Nếu con này bơ là tao hạ được rồi. Nãy ngồi đằng sau sẵn. Sao mà tao ngồi sẵn được ta? Ai biết. Ồ, vậy là gió mát nè. Giống như bình thường mày đâu có ngồi đằng thùng sau của xe bán tải được. Xe giống Ranri á. Động luôn, giết luôn. Mày hả thằng đầu trọc. Nè, bắn em. Đầu rối nè. Đi làm gì bắn nó á. Trời ơi, bao ngày. Bao nhiêu đài là tụi bay chưa gọi đầu. Trời thiệt chứ. Đầu nhìn là thấy như cái tổ quạ còn hơn HKT ngày xưa nữa. Biết là chí đầy đầu. Tổ chim tổ quạ. Ờ lên xe đầu lên xe. Đầu như tổ chim tổ quạ chết à. Ủa con Miner ở đâu rồi? Kể đi cho chạy bộ đi. Sao kỳ vậy? Bỏ nó hả? Tội nghiệp vậy. Miner của mày mà. Nó có xe đó mà yên tâm đi. Rồi có lên xe không? Có sao không? Xe đó là số vách rồi mà. Hồi cái chạy bộ tới không biết sao mà tự nhiên hồi chạy bộ tới không? Tè le, sử dụng tè le nhanh. Ồ, nãy không thấy mấy đó chứ không tao đụng nữa. Mấy kia. Giết mấy đó đủ điểm mình lóc thêm. Chuẩn bị có kim cương xài gì nữa đây? Cái xe gì nữa kìa? Xe đó tao thấy cái độ nguy hiểm của nó làm sao mà anh thừa dữ kìa. Mày hả? Bể đầu liền, bắn ngay đầu liền. À. Ơi chạy đi. Thôi tụi này mình chưa có vũ khí nên là chưa chơi được với tụi nó. Kẹt xe rồi, kẹt xe vô đây rồi, nổ xe luôn rồi. Tao giết được thằng rồi kìa mày. Trời ơi thiệt chứ. Mày cứu tao đi. Từ gần thăm quần. Thăm quần trời ơi bắn bay. Vậy em hốt nó. Thăm quần nó bay còn hơn là phim Hollywood nữa mày. Có đâu có cứu được mày đâu. Cứu nó em. Trời ơi, nhỏ nó lẹ dữ kìa. Lẹ như điện à. Gì vậy? Mày thấy nó rội laser chưa? Laser xung kích phải không? Thăm quần lên chưa? Ồ thăm quần không thèm lên luôn. Có xe riêng mà. Thấy chưa, tao chạy xe riêng lại mà cứu được mày hay chưa? Mày đâu có giỡn được mày. Tao có nói là thăm quần có khả năng chạy xe riêng. Mà mày không chó tao chạy nhanh hơn nữa. Ở dưới đây có cái thằng có vị trí kim cương, xuống hỏi luôn. Đâu? Quay quân mình mà làm gì thế ớt nè. Tao bắn hạ luôn á. Đâu có kim cương gì chứ. Nè có mẹ này có vị trí kim cương nè. Em gái trong rừng vào ban đêm cầm cây cung. Cái đèn là nút nấy mấy mày.
ta đâu biết đâu. Nhìn mặt chắc cũng thấy ghê á. Hỏi đen thui à. Nhìn đen thui, đen thủi, đen thui là biết rồi. Dòng họ của Phi Châu đó mà. Lên lên lên. Lên. Không quần tới giờ yên tâm đi. Đó lên hùng ngồi luôn rồi kìa, thấy chưa? Tụ đóng cái chốt hùng là luôn. Ghê. Nó rành như là xe của nó vậy. Quay 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 máy cài, máy cài. Mày hả đầu trọc, bẫy cái đầu liền, bẫy cái đầu liền. Yeah. Bắn ngay cái đầu trọc liền. Trọc đầu dám chạy mấy cài. Trọc dương hả, trọc dương. Đi nào, đi nào. Tỉa sạch hết luôn. Tao là tao phải tiêu diệt từ A đến Z, từ Z đến A. Cho cạn rào rấu máng hết. Thằng đó chạy xe mày biết chạy không vậy? Ê cái chỗ này quen quen mày. Chỗ mà Miner thâm quần bị giật chết hổm nè. Để đi. Rồi nhớ cái đường vô đằng sau kìa. Cái nhà của Miner thâm quần chỉ đường. Chỗ này vô cùng quen thuộc luôn. Quá quen luôn. Lúc trước là chạy đâu biết chạy lông vòng. Ồ cái đây 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 cái đường vô đây. Chú dưới điện giật cho mày te mồng ra. Nữa nè, thế nào bị giật chết à, tao nói đi coi. Thế nào Miner mày cũng bị giật chết. Mày đứng đây tao đi cơm mở cầu giao điện lên. Ừ. Coi lòng nước teo kìa. Ủa, mà tao mở vô cầu giao điện lên rồi tao sao tao ra được. Rồi nó bị giật chết nữa, kịch bản cũ. Mở được chưa, mở được chưa? Mở được, tao cúp điện. Ủa cúp không được mày ơi. Ủa trong đây có súng gì đây? Cúp không được, tao bị lừa rồi. Lừa gì mày nhảy? Mày nhảy ba khâu đi đi. Này đâu phải là đây like mày. Giờ sao cúp điện? Rồi tao bị lừa rồi, giờ tao làm gì tao đi. Tao ra tao lấy đồ được. Nè, tao chỉ cho đi. Ôi, mày em tỷ giật chết. Ôi rồi giật chết luôn rồi. Thì chứng lọt xuống chết luôn rồi. Rồi ngay cái ngực. Không đi được anh em, số kỳ vậy. Thiệt chứ Miner thăm quần cũng bị giật chết nữa chứ. Mình là số dách đây rồi. Vậy còn mình làm gì ăn? Trời tao 10 giây đó ra. Đi nè, nhảy quá. 20 giây mới ra được. Chán thiệt. Tụi bắn gì ngoài ghê vậy. Kịch bản cũ Miner thăm quần lại bị giật chết. Cũng đi theo cái tội ngu đi theo. Ê, để tao ra chứ mày. Mày chơi mày mở độc quá mà. Đó, ngon chưa? Ủa về bằng đường nào? Đi lấy đồ đi. Đây. Đường nào vậy? Quay. Đây nè. Đâu rồi, cái chỗ nhảy đâu rồi? Đây đây, cái cọng dây nhảy đây. Làm gì hả? Có cục dây mà không mò gì đó hả? Nhảy không được. Nhảy lên cục dây này không được mới nói. Cái này chắc phải để mình demo đó. Mày nhảy qua đây đó. Bắt trứng bay qua đây. Thấy chưa? Đó, còn không của mình là không làm gì được hết. Ai là thằng mở điện lên? Tao mở điện, tao thoát anh được rồi sao? Mày yếu nghề quá. Rồi lượm được 3 điểm kỹ năng rồi, năng gì ta? Năng lock fit nè. Từ từ đi. Có cung được chưa? Trời cái này không có cung ta, khu này không có cung rồi, lỗ rồi phải mua cung rồi. Chặt máu. Lỗ nặng rồi. Có súng trọng dữ chưa? Rồi đi xuống chỗ kim cương khá đi. 400 mấy mét có kim cương nữa à. Giọt đi. Con video không quẩn tao đâu rồi. Chết rồi. Mày làm ăn làm sao rồi? Nó giật điện nó chết chứ ai làm ăn, ai làm nó. Mày bởi vậy. Đi xe nè cha. Xe lên đây nè. Tao tưởng có chạy bộ chứ. Tao có cái súng quả thiêu rừng xanh nè. Bây giờ lười chạy bộ chứ riết là chắc cũng nghèo khổ luôn á. Đáng lẽ này mình phải xiên chạy bộ lên. Lên đó. Làm gì vậy mày làm? Ê! Rồi. Đi. Tỉa. Nào là đi ngay tầm nhắm là tỉa banh đầu hết. Vàng rừng luôn. Cái sao?
Ê quay 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 rồi 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 rồi. Bắn nó lấy da. Chúng hư rồi, bắn cái gì nữa mà bắn. Dởm này, bắn tí bốc khói rồi. Nóng nồng mày. Thôi xè bốc khói luôn rồi. Gì nóng gì, đập đâu đó. Ôi ơi, quê, chạy ra. Chạy rồi. Đi. Chết tao nữa rồi, cứu tao coi. Tao bị cháy rồi, mày cứu tao đi. Tuyệt vời mặt trời. Thằng nào làm nổ xe vậy? Ai bị xe bốc khói. Ủa sao tập này xe cứ bị cháy hoài, tao chạy xe sao cháy xe hoài vậy? Dạ, cái dạng dân yếu nghề, dân đâu có sạch nghề đâu anh em mình. Rồi lên cứu ơi. Cái này phải Miner Thâm Quần cứu được mày ơi. Miner Thâm Quần mày chết rồi, còn lâu lắm mới ra được. Rồi vậy chưa, rồi ok rồi phải không? Còn lâu lắm, giờ còn 7 phút mấy mới ra được. Nó là gọi con chó đỡ đi, nó giật điện nó chết rồi. Đây. Quả thiêu rừng xanh là bụi cây này cháy không? Ờ, chỉ một tia lửa nọ nhỏ thôi là coi như là cháy rừng. Mày là cầm súng lửa hèn gì nãy mày đốt xe chứ ai? Gì nữa mày, có liên quan gì đến tao trời? Mày... Tao ngồi tao bắn cái súng kia mày kêu nó nóng nồng làm sao mà tao đốt xe được? Chứ mày làm cái gì đốt rừng đó? Thì cái súng lửa thì công nhận tao có cầm thiệt, nhưng mà đốt cái vụ đốt xe thì không có. Vậy mà sao xe bị cháy? Cái vụ mà bắn vô trước mày, xe gấu, thì gấu, không gấu, có. Gấu gấu lão gấu lão gấu. Đốt lậu gấu rống không? Không gì vậy? Có này bơi nữa, có này bơi trong đồn. Mày tưởng đâu giày này bay ngon ấy nè. Không có đâu heo. Thôi, bét nhỏ đại nhân. Đứng trên đây phải không? Cháy, CMDR. Đạp vô. Tao phải lấy được cái cho được cái da gấu mới được. Chơi là phải làm giàu. Ok rồi. Đẩy kìa thằng này bơi đó kìa, này bơi ở đây nè. Tao giết nó luôn chưa? Rồi bắn ngay đầu nó rồi. Ủa da gấu đâu rồi ta? Không canh được cầu dao. Thức liền da gấu mất tiêu rồi. Lỡ lãng mày lấy cái kia coi, mau lên. Cái gì? Rồi từ tao gặp mẹ mua súng này, tao mua đồ cái mẹ chạy dữ vậy bà nội. Lẹ lên coi. Tao mua shop bà mà làm gì kênh. Thôi đây. Tao đi lượm kim cương trước à. Đầu quỷ này kim cương này, mình coi như tao là tao chưa từng thấy à. Cái con bắn súng nào mà anh chảnh như con đó. Thám tử Conan, cái vụ án này mình giải quyết cái một. Ôi cái này biết rồi mày ơi. Biết rồi gì? Thằng nào cái là cái thằng chỉ hả vụ đó hả? Cái này mà để thằng Vinh làm sao mà biết được. Ở bên đây là quay lại giờ mới có tập 3, tập 4 mà. Không nhận thiệt. Cái tài suy luận của mình phải nói là gọi là số dách phải đi dương. Ghê. Mà không biết hôm nào cái này nào chỉ nào chỉ cho thì nào vô. Gì? Tao mới chơi cái này lần đầu mà cái gì này nào chỉ. Ghê. Không có tài bắn súng của mình, không có tài suy luận của mình. Tại sao đạn lại bắn vô cánh cửa sổ đó quá nhiều? Gì đây? Thở ở mày. Thôi nằm đi, cái gì vậy? Đủ đạn này có mấy con. Mày rậu ý, bắn súng nhắm phải bắn có nghề. Đến nghề yếu rồi đặt bắn súng. Ồ mày có súng nhắm hả? Sao tao không có? Rồi vô. Xanh lè liền hết anh em, vô lụm đồ. Mấy thằng ở đây mày đám, cứu đồng đội nè, cứu không ra, cứu nè, cứu đồng đội không nè, không cứu ra cái cách thằng này mà cầm mở được cái cánh cửa, cầm này cái củ chài lên đây nè, nai bơi trên đó nè, lụm đầu nha con. Dạng súng nhắm này bắn đã ta, mày hả mày, bắn tỉa như cá lỗ đầu hết, đã bắn đã không có nghề rồi, mà cầm súng nhắm mà rỗ le ve mà chạy lại gần cận chiến. Thôi đi, tạm biệt mấy cưng nha. Đây wow, đây còn thằng đây mày không có nghề con. Ê tăng kìa, tăng kìa. Giải rừng rồi. Để
tao. Mày ngu hả mày? Không, tao là xử hết rồi. Mày có việc vô lộm đồ đi theo tao là một sự phải nói là vô cùng sáng suốt và đúng đắn. Ghê nhở. Tao hả thằng điêu cho mày coi nè. Rồi sao những đảng lệch dữ rồi. Rồi đi đi. Rồi coi còn cái gì nữa không, còn gì nữa không. Ê có cái súng rocket đây nè. Rocket lấy xài đi. Tao còn tao 3 viên đạn nữa tao nợ. Cái dạng mà phải nói là nó tầm thường. Tầm thường vô tội giả vậy. Nó xài phải dạng phải vít xì đít phải rô vít. Trời đang chạy. Thằng này đang chạy tông vô cái cột đấy. Ngu. Khoan để tao. Dạng yếu nghề á. Ôi ôi hụt rồi. Đồ quýnh chó luôn. Chuẩn chưa, trúng chưa? Để tao thiện xạ trong tầm bắn. Ôi ôi hụt bay chậm quá. Xe liền. Hết đạn rồi. Dí 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 theo xe đó lên lên mày. Lên đây dí luôn hả? Dí luôn dí luôn. Có thằng ngu nãy hả? Lên xe có thằng ngu nãy nè, mày đâu rồi? Rồi chạy đi, chạy đi. Let's go, let's go. Sao tao nghe quen dữ hả? Hẹn 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 hẹn. Tao không có vậy mày. Dí đeo, dí đeo, dí đeo. Siết hết ga. Như mấy thằng đó. Mà mới ra viện luôn á. Ồ, đường đạn bay kìa mày. Ủa, đạn của mày hả? Chạy đi. Mày làm gì mày phải cho tao xuống xe chứ. Chó kia lại cứu tao quay. Rồi chết nó rồi á. Nổ hết rồi á. Hay lắm. Hay không? Pháo thủ, thấy pháo thủ chưa? Mà tập này tao chết hơi bị nhiều quá giờ. Sao giờ chết ngắt luôn chết rồi. Đầu ra xe luôn. Dân chuyên nghiệp có khác. Giật liền. Giờ nhìn chó vậy thôi. Nó xuất hiện sau. Diễn sâu thôi. Tụi nó không biết chó là gì. Bởi vậy chó không bị giết giống như Miner thông quần. Hôm nay chạy xe chạy mà chạy kiểu gì vậy? Đồ trọc này láo mày. Mày dám bắt chước xì tay giống tao à? Để coi làm gì. Nè, đang suy nghĩ là làm sao mà giờ xe tải này ra với xe bên kia qua. Để coi biết giờ không. Đồ. Lên luôn. Biết giờ xe ra đi luôn. Ghê 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 ra tàu. Bởi vì em thấy không, máy trong game Paragon này luôn. Nó thông minh bậc nhất luôn mà. Đụng chết chó luôn. Nó đụng chết chó luôn. Trời ơi cái thằng ba mẹ mày, ba mẹ mày. Vừa mới khen không. Là máy trong Paragon này thông minh bậc nhất luôn, cái nó đụng chết chó mày. Thông minh bậc nhất gì? Lần lấy xe ta chạy dục xe nó. Ủa? Có nào ngu vậy không? Không mày, nó làm vụ á. Quay quay. Tao không có súng mày ơi. Tao chỉ có cái súng này à. Tao chỉ có súng gun nè. Chạy đi, rồi xong. Khoan, độc khoan, dương khoan, tiêu luôn rồi. Mày, tại mày lộn đầu liền. Tao gấu đâu rồi. Tao đâu chết đâu. Gấu tao chết rồi. Rồi. Tao đại chiến với lẩu gấu mất máu tao nhiều quá rồi. Gấu bị xe đụng chết rồi. Tụi này là xong với tao. Ê, tao để tao lấy da gấu trước rồi tao cứu mày. Anh đù. Giờ cứu mày không được nè. Luôn luôn lấy trước ha. Phải từ từ để tao lấy xe kia tao tông ra mày nằm kẹt dưới tao lên cứu không được. Hay lắm. Có chó tông tao đẩy chiếc xe kia ra. Sao chó lại không cứu ta? Kìa chó lại cứu rồi kìa. Cứu được chó lại cứu đi. Tại tao nãy kẹt không cứu được. Cứu người ta chó. Lỡ ăn thịt gấu làm gì? Tao đụng trúng thằng tẩy não nè. Mày hả cái quân tẩy não. Tao nghiền mày dưới luôn, tao nghiền cho mày chết luôn nè. Đó. Rồi đi. Đồ hả? Rồi xong thôi. Video này dài rồi, được hả? Rồi ok. Rồi thì bây giờ tụi mình sẽ kết thúc video này tại đây. Các bạn cảm thấy sao video này thì hãy để lại bình luận bên dưới. Và mọi ý kiến đóng góp của các bạn là sự thành công mình trong tương lai. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Xin chào. Ê mày thấy chỗ này quen không? Nhà của kỹ sư điện kìa. Rồi thôi kết thúc video.